chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7. Sau khi tham vấn ý kiến của các bộ, ngành địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề nghị Thủ tướng xem xét ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Từ ngày 1/7, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lương tối thiểu vùng được duy trì gần 2 năm nay. Qua tính toán của Bộ phận Kỹ thuật thuộc Hội đồng Tiền lương Quốc gia, với dự kiến CPI năm 2024 tăng 4% đến 4,5%, thì mức lương tối thiểu hiện nay không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình tại thời điểm năm 2024. Các yếu tố về kinh tế xã hội, thị trường lao động, khả năng của doanh nghiệp có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn so với năm 2022. Chẳng hạn, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP năm 2023 đạt 5,05%, quý 1 năm 2024 ước tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước. Cạnh đó, thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có xu hướng tốt hơn. Tiền lương, thu nhập của người lao động tiếp tục ổn định và tăng lên, quý sau cao hơn quý trước. Đáng chú ý, từ ngày 1/7, tiền lương của các đối tượng thuộc khu vực công sẽ được điều chỉnh tăng. Do vậy, nếu không điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động thuộc khu vực có quan hệ lao động sẽ không bảo đảm cân đối và phát sinh so sánh, so bì giữa các khu vực. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động. Bộ này đề xuất chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Thời điểm tăng lương từ mùng 1/7 năm 2024, trùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Cụ thể, vùng y tăng từ 4,68 triệu đồng mỗi tháng lên 4,96 triệu đồng mỗi tháng, tăng thêm 280.000 đồng. Vùng 2, tăng từ 4,16 triệu đồng mỗi tháng lên 4,41 triệu đồng mỗi tháng, tăng 250.000 đồng. Vùng 3, tăng từ 3,64 triệu đồng mỗi tháng lên 3,86 triệu đồng mỗi tháng, tăng 220.000 đồng. Vùng 4, tăng từ 3,25 triệu đồng mỗi tháng lên 3,45 triệu đồng mỗi tháng, tăng 200.000 đồng. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn so với mức sống tối thiểu của người lao động dự kiến đến hết năm 2024, cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025. Về mức lương tối thiểu trên giờ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất tăng tương ứng 6%. Cụ thể, vùng Y là 23.800 đồng mỗi giờ, vùng 2 là 21.200 đồng mỗi giờ, vùng 3 là 18.600 đồng mỗi giờ, vùng 4 là 16.600 đồng mỗi giờ. Mức lương tối thiểu trên giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu, tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Lao động. Đây là phương pháp được các chuyên gia ILO khuyến nghị Việt Nam lựa chọn và đã sử dụng khi tính mức lương tối thiểu giờ năm 2022. Mức tăng cũng được 100% thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ.